Ồ, cái phanh nó đẹp quá trời, đẹp luôn cả nhà mình ơi. Cái phanh này bự hơn á. Trời ơi. Rau này thơm. Thơm cũng thơm ha. Rau thơm mà không thơm cho được. Gọt con mắm ở ngoài không ơi. Không nổi. Sao mắc gọt? Gọt chứ. Rồi nhậm. Mấy nghe đi. Màu chín. Nhậm. Bữa nay mình tới làm cái gì nữa không? Quậy phá gì nữa ừ. Nội ơi ông nội. Hả? Làm nước mắm. Tại ơi, tại cũng là nước mắm đang con chấm. Sao có ngày quậy phá thì giỏi quậy tại. Tao không quậy phá, hôm nay có gì mà chấm trời. Cũng cái gì? Rồi làm gì chấm? À, làm chén nước mắm tỏi ớt nha cả nhà. Đang em chấm cái gỏi cuốn em đang làm ngoài cả nhà mình ơi. Này về anh em đang chuẩn bị ngoài đang lo luộc thịt từ bữa nay em làm gỏi cuốn một cái là siêu to khủng lồ luôn nha cả nhà mình. Này rất hấp dẫn cả nhà mình ơi. Bữa nay lâu mà làm để trở lại làm ẩm thực lại nha cả nhà mình. Đặng mình có sức khỏe nha cả nhà mình ơi. Đặng mình tiếp tục mình cho ăn tiếp. Ăn cho bồi bổ vô dữ vô ha, cho sung sướng luôn ha. Tôi sừng đặng chạy cho nhanh đúng không? Đặng mình chạy cho nó nhanh mới lại ta cả nhà. Thôi bây giờ em làm nước chấm nha cả nhà mình ơi. Tao thấy mà là mày chơi lúc nào cũng thua ta chứ. Không có khi nào mà ăn ta chứ. Thôi tôi là tôi đó. Chắc tại tôi dở quá. Tại tôi dở. Mới thua thôi. Bấm hết chưa luôn? Mẵn lời trời. Nó chưa nhuyễn này bị đã băm hơn. Hiểu không? Nói thì nghe đi, người lớn nói thì nghe đi. Rồi tao làm hay mày làm mày nói hoài. Không biết tao ra đi, tao làm cho. Chắc mày giỏi rồi. Giỏi chứ. Chắc là không cay đâu. Không cay đâu. Ông làm ăn không cay, có em làm ăn mới cay cả nhà. Tao làm tao để ớt ít, ông thằng nó mặn rồi tao ăn đồ tao ít. Ít ớt tao ăn thì nó ngon lành chút xíu, dùng với cay quá đã không biết ăn cay mình để cay vô nhiều sao ăn. Em làm để tiêu nữa cả nhà. Chén chấm nó đó thằng đánh. Chấm hải sản một cái thì thôi á. Ông băng quần áo con đang mặc. Chén cơm con đang ăn. Cơm bông. Chén đường chạy. Cái hộp này không có hộp ta. Chanh này không có hộp á. Chanh này chanh nhà đó.
mắm mới càng kẹo càng ngon nha. Con tôm bự dữ ta. Wow. Dữ à. Tay mày rung dữ quẹo. Nóng. Nóng thì thấy bình thường cũng rung nữa. Cả nhà, chào mừng cả nhà đã đến với kênh Hoài Phong TV nha. Chào cả nhà nha. À, bữa nay em làm cái cái gỏi cuốn. Hình như nó siêu to, nó khổng lồ luôn cả nhà. Dạ bá luôn. Đây. Cho đũa màu đen nè. Bữa nay em có chuẩn bị chén đầy đủ chưa nha cả nhà mình đây. Mỗi người coi em thử thách chén. Cái này lên cho cả nhà coi. Cắm một tay được cho 1 triệu. Rồi lại trời sao mà muốn lại thiệt chứ, một lát chứ một cái bịch xuống đất nghỉ ăn hết trơn luôn bây giờ đây nè. À tôi buông một tay rồi. Buông tay. Rồi đó chứ. Thì bây giờ là em sẽ tiến hành chia sẻ sẽ cái gỏi da cái gỏi cuốn. Gỏi cuốn ngay cả nhà. Gỏi cuốn. Rồi là chợ nó chuyện nó ổn lử cho luôn. Bây giờ em giờ muốn muốn trước mặt hoài xác đi. Mỏng mỏng thôi phải không? Vậy vậy đi. Cái gì được rồi. Ừ. Rồi. Nhậm mỏng dữ chưa? Này ăn đâu bằng hai chén cơm. Rồi, úp lên cái chén đi bạn ơi. Chà. Chà, chả luộc. Một chén một, một chén một đầy nhóc luôn rồi. Coi topping nè. Quá nhiều tôm với thịt ba gọi cả nhà ơi. Và rau củ cải luôn ha. Rồi. Củ cải. Bánh ấy. Cái đó, cái bên này. Cái tiếp theo là của mày đó. Không chót là nó ít rau. Ừ. Dễ lấy hơn. Còn đưa cái chén này cho ta. Ăn đi luôn hay sao? Ăn đi. Ăn trời, khoan để tao xong hết trơn đi. Rồi nhậm. Đây em sẽ cắt cái món thứ hai cho bạn xây cả nhà ơi, cái phần thứ hai nha, dùm y gan là cái đoạn bánh tét chứ cả nhà. Cái phần của em mới là ông xem cắt nhỏ xíu rồi cả nhà. Này giống hệt đồ bánh tét không trời. Nhưng mà đồ bánh tét là gì, bánh tét thì đừng có cuốn. Đó. Cái tấm bình hơi ngon nha cả nhà mình ơi, nguyên một khu luôn. Bánh tráng phải cô phải nói là nó dày đâu cỡ 5 ly. Vậy đó nó mà không có sức ra. Đó, bây giờ em cắt cho ông chú hai nha cả nhà. Cắt cho mày đi. Vậy ai cắt cho con phải không? Tao tự cắt. Rồi gắt đổ luôn. Thôi động tới rồi đó. Thôi động tới rồi đó. Chùi cho. Mấy mày cắt phần mấy mày đi, còn phần cuối cùng là của tao đó. Đại gớ là trời. Vậy chứ rồi. À, nó ngon dữ. Trời ơi, cắt chưa hết không? Chưa đứt. Phải, tại vì nó dính với cục bá gọi lại nè. Phải không đó. Rồi đứt rồi đó. Rồi cầm luôn cục cạp luôn đi. Để chú hai. Giờ em sẽ khai dao nha cả nhà. Quá wow. Ồ, cái phanh nó đẹp quá trời, đẹp luôn cả nhà mình ơi. Ờ, phanh này bự hơn á. Trời ơi, trời ơi. Làm gọn không? Thì à, mình bự thì mình chơi bự. Gì vậy Múc? Đây, để em vợ xếp vô đây, để em hầu nó lọt đất nữa. Rồi, thì bây giờ ngủ xí tà lâu. Lên đũa nha cả nhà mình ơi. Bây giờ em không ăn hẹ, em sẽ cho. Rồi, hai giớt của người ta đâu rồi? Hai giớt đây nè. Ăn hẹ mày. Rồi rồi, để đi, không ăn hẹ. Thì để đó, để vô đó. Sao không ngộ hồi nãy á, người ta để riêng đi. Rồi bây giờ là, vô nè. Mày cuốn riêng được không? Không 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 đâu. Rồi giờ cái này cắn sao trời, cái này chắc chẳng cái gì, chán vô luôn. Bây giờ cái này bự quá bự, cả nhà không có cắn được. Hả, cái họng bận chén đó cắn. Hả? Đạp vô nguyên chén luôn. Rồi bây giờ chỉ chan vô cả nhà mình ơi, chan vô mà lùa trong chén mà lùa chứ cái này cầm ăn cái nó. Ăn rau nữa không? Cắn. Rồi. Cho xay kè. Gì mà dân tình không biết ăn rau hủy trời. Có hành không? Mày biết ăn thì chúc mừng cho mày đi. Thấy thèm không? Cưa kìa. Rồi. Giờ em sẽ ăn ruột không à, em không ăn bánh tráng. Bánh tráng dày quá. Thầy bê em để tới em trang dùng miếng nha cả nhà mình ơi. Quá ơi. Nguyên gọi cuốn khổng lồ luôn, trà bá lửa. Lần đầu tiên làm ở nhà cái này cỡ đâu 5kg cả nhà. Chú hai ăn trước ơi. Cái gì vậy? Sao chú hai lặn cái cho ừ.
mà cả nhà dùng với em khoanh bánh tráng. Dậy đi. Dây. Cái gì mà lỡ mấy dây xây? Cái này nó tuột ra hết trơn rồi, mình cắt ra là nó tuột trơn rồi. Không rồi. Đây là cả nhà. Em mở cái nhà nha. Cắn sao? Nói chung là rất mềm nha. Mềm ra hơi lâu. Ngon như trời. Ngon. Em mời cả nhà miếng bánh tráng trắng nha cả nhà. Rau vô. Đây là chén này của con em nha cả nhà. Không có của nít, không có miếng gạo. Nổi trời. Nó trắng, nó dày. Xé ra. Xé ra cặp lại á. Đó như xỉn nè. Vậy thì ăn bánh trắng. Bây giờ giữ chưa? Bánh trắng cuốn giữ chưa? Cái này là gọi là bánh trắng, giống bánh trắng trộn rồi còn bánh trắng cuốn gì nữa nha. Để vô chén rồi lùa cả nhà mình ơi. Đó. Em mời cả nhà ăn với em một miếng rau nha cả nhà mình. Ê, em mời cả nhà nha. Cảm nhận sao vậy? Cảm nhận là ăn rất là được. Em mời cả nhà nha cả nhà ơi. Ngon quá cả nhà. Cái này sao chú ơi, hiểu không? Đang ăn sao nó trả lợi cho mày. Quên. Nhưng mà cái này cũng rất là ngon nha nhà mình. Có tôm, thịt ba gọi, rau và bánh tráng. Bánh tráng là mình chặt vô một cái với bún nữa cả nhà mình ơi. Có đẹp. Mời cả nhà mình miếng ớt nha cả nhà. Mày làm như tan ca như mày mở cái nhà ăn ớt. Mở cái nhà ăn gồm thịt ba gọi với rau sống với em nha. Ngon lắm ở nhà, đừng ăn ớt nha. Quên. Thịt ba gọi sống à. Con miếng ớt cà cà vô ăn đã. Quá đã cả nhà mình ơi. Bắt cả chú mày cái này. Chú mày. Mùa mưa này đâu có mà cả nhà mình miếng nữa nha cả nhà ơi. Quá ngon rồi cả nhà. Từ từ. Cắn hai cái chết hết trơn. Bánh tráng. Có bún luôn, có tôm luôn và có rau, rau. Bộ dưa leo luôn hết sảy cả nhà mình. Nè thấy không em, quá nguyên quanh cái nào giờ hấp dẫn luôn cả nhà mình, không còn gì nói chung còn lắm cả nhà mình ơi. Trời ơi là trời, ngâm hả ấm ăn không rồi. Mời cả nhà rủ chung miếng cho vui nhà vui cửa. Mời cho mày vui nè. Cái gì vậy ba? Mời cả nhà ăn với em một miếng gỏi cuốn nha nhà mình ơi. Quá ngon cả nhà. Tại sao im lại? Em nói bánh tráng mà đưa cho thật ra béo béo ngon. Cái này cái nào cuốn hơi bự, nó rất là khó cuốn luôn, bự như cái gấu hộp luôn vậy nè, có 5 kg gì á, rất là nhiều thịt với tôm với rau cả nhà với bún nữa. Để một cái hồi nãy rồi em gói tưởng không được đâu, không có cả nhà. Hơi cay đó nghe mấy huynh, hơi cay đó. Hơi cay là tại em ăn nhầm dính miếng ớt á. Tại mở nhà nha, hơi dính ớt. Ăn dính ớt là cay quý. Hay quý. Không còn gì để nói. Không còn gì để nói. 5 ngàn.
cái ầm quá gọi cuốn á. Trời, nó nhỏ thôi. Đừng bắt trước mấy em. Đừng có làm theo mấy em nha. Bự khó ăn lắm. Mà làm cái khổng lồ gì ăn nó mới đã. Thả vô cạp một cái nó có đầy nguyên một phẩm nữa nha. Rớt cái chân luôn. Rớt luôn rớt. Tiếp đi chú hai. Thôi phanh. Phanh thứ hai chú hai nè. Nó nhỏ quá nó rớt. Ủa trời. Anh làm rớt cái anh trời anh đổ rồi chán ta trời. Đây chán mày hết nè. Trước đây. Hốt như cho heo ăn. Bậy bạ. Chú cắt bự mới không bẫy ra. Tao cắt mày cắt. Chịu lỡ coi, be lỡ nó không có xì. À vô chén xỉn nè. Bởi tóc binh ra chân nè. Thấy không? Gọn hơn. Gọn hơn gạo không? Tăng rồi. Quá ngon cả nhà. Cái cài anh đã. Quá hay mấy ạ. Đó em làm thêm miếng nữa nha. Không có ai chịu tiếp nó cho này. Lo ăn hết trơn rồi. Rớt quyền nắm tay vô. Rồi, chú hai chưa đứt chú hai ơi. Chưa đứt tự mày làm đi. Hướng hà dữ lắm rồi. Ông nội nó hướng hà dữ rồi. Trời ơi. Vô dán cho gọn trước sau cũng vô bụng hết trơn à. Có cái sẻn. Phải có cái sẻn đưa vô súng dùng cái một cho ngọt sớt luôn cái rồi. Quá cả nhà mình. Rồi, món này của em nha. Trời ơi là tao. Cả nhà giống cái này. Cái này mình phải trang vô có trang cho ngập luôn. Có củ cải tại nãy dưới nó cũng có nước mắm rồi. Cho nó ngập lên mới được cả nhà. Em mở nha. Quá ngon cả nhà mình ơi. Ăn rau nhiều tốt rồi chứ khỏe. Rồi lúc này mà tao có tự thế này. Trời ơi. Thứ gì chỗ nổi? Thứ gì chỗ nổi? Hết nó nổi luôn. Thứ bảy rồi anh em ơi. Quá ngon rồi. Cái này nè, rau nhiều ăn nó đã ngon đấy. Rất nhiều ăn mới ngon. Coi lắm. Bánh chung đó nè. Bánh chung đó là cái bánh cá rồi nha. Cỡ 3 phút chưa xong. Thấy gì ai? Em quay. Bà Hiếu làm được mà Hiếu từ nhỏ nha nha. Em nhọn có ông chị không có quay được. Giờ em sẽ bonus thêm miếng bún nè. Dữ hả? Ủa, cái này không hết bún hả chú? Còn mình ít. Chú ăn còn. Cái này no luôn rồi, khỏi ăn cơm chiều. Em mời cả nhà nha cả nhà mình đây. Mấy ngày nào mày cũng làm ẩm thực đi không? Không. Ừ. Ngày nào cũng làm đi mấy người tao khỏi đỡ tốn cơm. Khỏi giờ tốn cơm. Bữa ăn xài tôi về có ăn cơm. Giờ bánh tráng mình sẽ phải xé ra gì nè cả nhà. Trắng. Ăn ngày kia ăn có giúp cho anh tiếp. Cái này giống như là ăn bánh ướt gì. Thì với cả nhà là tôi cũng ăn rau thiệt. Cái này nó nằm gối quá dày à. Cá trùng lỗ bánh tráng á, em sợ nó lỗ ra ngoài. Nó không có dày là chút xíu nó gắt. Không dày là nó gắt đó nha. Cày biếu luôn. Ý mà không dám để ớt nhiều đó. Có nhiều cày.
quá ngon cả nhà. Bữa ăn gà mà cả nhà nghe, cả nhà ăn biết ăn không? Thịt công mà, nói chung là thịt công rồi chứ bún không có luôn. Rất nhiều thịt cũng nhá nha mà rồi. Ừ. Ừ. Ngon bánh trái là nó mỏi, bắt đầu nó mỏi hàm trái nó làm chuyển qua hàm phải. Thơm dai. Bánh trái ngay muốn mỏi miệng đó nha. Bánh trái là quấn lại là nửa phân cả nhà. Nãy bà bánh trái ngoài còn bánh trái không? Còn. Sao mua được? Phải nếu á. Để đi. Ôi đấy nữa mình có ăn bánh trái nữa thì mình có nữa. Còn cả nhà chiều nay em bỏ cơm nhà mời cả nhà nha. Chung là có nhiều bánh tráng mua hết luôn nha cả nhà. Bỏ khẩu 5 bịch à. À mua 4 bịch này bắt đầu thiếu đưa lên bịch này nữa. À, mấy anh em tráng là thôi là mấy anh em là đi chậm găng luôn. Cắn đứt. Nhà anh trắng mỏi miệng á. Nhà anh trắng rồi cũng mỏi miệng đó nha. Công đoạn này là phải dai nước mắm ngập là mới ngon. Chả mắm ngập mày á? Ừ. Mắm còn gì nữa không ngập? Phải dai. Ừ. Chú mày không? Để nhà không có đường của cái trang nữa. Ừ, thôi nào. Bây giờ em dừng clip đây nha mình ơi. Ăn nhầm cho cameraman ăn đó cả nhà. Rồi thôi giờ cả nhà thấy hay hấp dẫn mà cho em một like và một đăng ký, nhớ bấm vào cái chuông khi ra video mới nha nhà mình ơi. Bây giờ bye cả nhà. Hẹn gặp lại nhà ở video tiếp theo nha. Bye bye nha.